Vâng, chia sẻ cho anh em mảnh đất phải 100 mét mặt tiền, 3.000 mét. Đây, bắt đầu từ đây đến đến con ô tô rồi kìa. Đấy, từ đây vào chỗ trong góc kia nó rơi vào tầm khoảng độ 15 đến 17 mét. Đấy, từ góc chân tường này đây chạy suốt ra đằng kia. Đấy, mặt đường thì liên thôn ra chỗ kia là ngã ba, hai mặt tiền luôn. Đấy, đây trước là cái xưởng mộc. Đấy, nhà tít trong mà. Đấy, đến cái bờ tường đấy. Đấy, mặt đường này nó phải 100 mét. Đấy, cả cái xưởng mộc này. Đấy, chỗ đằng này là nó sâu hơn, chỗ đằng này nó phải sâu được hơn 20 mét. Đấy, đây này. Đấy, bên trong rồi cả, hết cái nhà ở trong này này. Đấy, ra đến đây tít ra ngoài kia, mặt đường thì gọi là vô đối, vào tầm khoảng 100 mét mặt tiền, không được 100 mét thì cũng phải được 80-90 mét. Đây một cổng này, đây, đấy nhà đấy, đấy có một con nhà tầng này này, anh em nhìn thấy chưa? Đây vòng hết ra đầu bên kia. Đằng này thì rất là sâu luôn. Đây, vòng ở đây. Đây, lại ra đây xem tiếp. Đây nó thuộc vào đồng hỷ chạy cao. Đây, ngã ba, ngã tư. Anh em nhìn thì biết này, đường thuận lợi, rộng rãi. Đây, ngã ba đây. Đấy, ra đến kia là đường tỉnh lộ, khoảng độ 150-70 mét. Đây, đường đây. Đấy, sâu tít vào trong kia. Mặt đường này nó rơi vào tầm khoảng độ 40 mét, hơn 40 mét. Anh em thấy mảnh đất đẹp không? Mảnh đất này đang đòi 4 tỷ. Đấy, đây hết cả cái con nhà tầng này. Đây, nó chả đến 50 mét, 60 mét. Đây, đến đây. Đây, tít ra đằng sau nữa này. Đấy, ra tận đằng sau này nữa. Đấy, tít ra đằng sau này. Cái đường này sâu lắm, anh Cường cầm cho em cái máy phát xem nào. Làm gì, treo lên à? À, đây cầm ạ. Để nó khổ. Mưa gió tít trên kia cơ. Đây, nó vòng tít trên này. Chỗ này chắc là nó phải tầm khoảng độ 100 mét mặt tiền.